tiếng gọi đầu đời trên đôi môi trẻ thơ, và rồi sẽ ở lại mãi trong suốt cuộc đời, cho đến khi xuôi tay nhắm mắt. Bởi vì tình yêu nào thì cũng có thể đổi thay, mà chỉ riêng tình mẹ thì sắt son vĩnh cửu. Ngọt ngào tiếng mẹ bên tai, vỗ về giấc ngủ đêm dài lạnh sương. Chao ơi, hai tiếng yêu thương, lời ru như gió đại dương thổi vào. Thi sĩ Bảng Bá Lân viết những lời chân chất ấy cũng chỉ mới nói lên được một phần nào tình yêu bao la của người mẹ, nhất là người mẹ Việt Nam. Cùng cái ý ấy, Hải Huyền Chi giải bày sâu xa hơn cái tâm tình của người con khi hiểu được lòng mẹ. Biển sâu lòng mẹ sâu hơn, cơn vui sóng vỗ, nỗi buồn chiều lên, cuống nhau liền với cuống tim, cách chi con mẹ báo đền công ơn. Về chất linh sàng cụ, đoàn kim nhà thành tâm đến từ Vĩnh Bảo về đây thắp nén nhang thơm và bày tỏ tấm lòng thành kính phân yêu với gia đình các quyến. Và giờ đây đoàn kim nhà chúng con xin phép được bắt đầu. Luật sinh tử đâu có ai trường tồn, con mất mẹ là mất cả bầu trời, là thiệt thòi giữa chốn phong ba, không còn chỗ dựa nữa mẹ ơi, con thương quá giờ không còn mẹ nữa, chỉ còn trong hình bóng giấc mơ thôi. Và giờ đây đoàn kim nhạc thay lời các con của mẹ, xin kính dâng lên mẹ bản nhạc lòng mẹ. Thank you.
nằm trong chiếc quan tài, còn con phục ở bên ngoài khóc mẹ. Anh mẹ ở đó hiền hòa nhìn con, mắt mẹ trong mỏi, mong con lớn sợ người tương lai. Bây giờ con đã lớn con rồi, mà sao mẹ lại ngậm ngùi xa đi? Đêm nay sao thế não này? Mẹ ơi, mẹ hãy trở về với con, để con ở lại giờ này mất mẹ ơi. Và giờ đây đoàn tim nhạc thay lời các con, xin dâng lên mẹ đoàn nhạc trở về đất mẹ. Thank you.
về cho tinh sản phụ hôm nay. Lễ dân hương của đoàn tin lạc thành tâm chúng con đã được chu minh, đoàn xin cúi đầu tiễn biệt cụ. Nhớ thương mẹ tuôn đôi giọt lệ, tưởng nhớ linh hồn mẹ hiền ơi. Mẹ ơi, giờ này đây đã chuẩn bị đến giờ làm lễ truy điệu. Chúng thưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng, xa các con, các cháu, các chất mãi mãi mẹ không bao giờ trở về được nữa. Thì hỡi mẹ ơi, trước hương án tiền này, cháu con xin cúi đầu làm lễ. Mẹ ơi, mặc áo xô thắt khăn tang mà nòng đau muôn thuở, mỗi tấm khăn tang mang bao nhiêu nỗi nhớ. Công suy thành dưỡng dục nặng tựa cổ nam. Mẹ kính yêu ơi, giờ này đây cháu con đau xót giết bao. Vâng, giờ này đây trân trọng kính mời các con, các cháu, các chất của cụ, chúng ta mỗi người nhẫn hương để thắp công người mẹ. Lòng đau lìa xa người thân thương, niềm vui tình yêu như sương mai. Tôi đi giữa dòng đời bơ vơ lạc loài, tôi đi tìm ngọt nguồn chân lý, tôi đi tìm bên bờ hạnh phúc. Chân lý đâu, hạnh phúc mong manh, còn lại gì đây khi nhắm mắt lìa đời. Rồi một ngày chợt sáng trong tôi, ôi bao la tình thương của mẹ, lời hiền từ người những quên tôi, sống vun trồng tình đời nhân nghĩa thôi. Ngày từng ngày rực sáng niềm tin, trong xa xưa tình mẹ lưu truyền, tay trong tay bao nhiêu bạn hiền, sống vun trồng tình đời nhân nghĩa thôi. Xa người thân thương, niềm vui tình yêu như sương mai. Tôi đi giữa dòng đời bơ vơ lạc loài, tôi đi tìm ngọn nguồn chân lý, tôi đi tìm bên bờ hạnh phúc. Chân lý đâu, hạnh phúc mong manh, còn lại gì đây khi nhắm mắt lìa đời. Rồi một ngày chợt sáng trong tôi, ôi bao la tình thương của mẹ, lời hiền từ người những quên tôi, sống vun trồng tình đời nhân nghĩa thôi. Ngày từng ngày rực sáng niềm tin, trong xa xưa tình mẹ lưu truyền, tay trong tay bao nhiêu bạn hiền, sống vun trồng tình đời nhân nghĩa thôi. Thank you.
về làng quê, bao tháng năm xa xôi cát biển, trên từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê, tháng năm ngóng chờ mong người con, đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm, những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm tình thương. Con ngủ cho ngoan, ngọt ngào tiếng ru âu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi, biết tiếng mẹ ở đâu? Hỏi từng bờ đê, gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi? Mãi chẳng hàng tre ngơ ngác buồn thiu, mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, sẽ không phai nhòa tháng năm êm đêm sống bên mẹ. Các đồng chí đại diện cho Đảng, Mặt trận, các ban ngành đoàn thể của địa phương. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các quý khách xa gần, họ hàng người ngoại cùng toàn thể gia quyến. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Thị Bảy, giữa lúc nhân dân ta đang tập trung thu hoạch lúa mùa và chuẩn bị tập trung gieo trồng cây vụ đông, chúng tôi nhận được tin cụ Nguyễn Thị Bảy đã qua đời. Cụ Nguyễn Thị Bảy sinh năm 1936, sinh quán tại thôn Thượng Cốc, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Trú quán tại thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Cụ là xã viên Hợp tác xã Nông nghiệp Cộng Lạc, là hội viên Hội Nông dân Việt Nam, là hội viên Hội Phụ nữ thôn Hàm Hy, là hội viên Hội Người cao tuổi thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc. Trong thời gian đang bệnh, cụ đã được con cháu, gia đình tận tình thuốc men chạy chữa, họ hàng người ngoại, bà con xóm làng đến thăm hỏi động viên cụ, mong cụ sớm thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo để sống cùng con cháu. Nhưng do tuổi cao, bệnh trọng, cụ đã không qua khỏi. Cụ đã tạ thế vào hồi 11 giờ 2 phút ngày 25 tháng 10 năm 2020, tức là ngày 9 tháng 9 năm Canh Tí, cụ hưởng thọ 85 tuổi. Cụ mất đi là một tổn thất lớn lao không gì bù đắp nổi đối với gia đình con cháu của cụ, họ hàng người ngoại, bà con xóm làng không khỏi bùi ngùi thương nhớ. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Thị Bảy, hôm nay trên sân thang cán bộ và nhân dân, các đoàn thể chính trị xã hội, các quý khách xa gần thắp nén hương thơm cầu chúc cho hương hồn cụ về nơi tiên tổ được yên giấc ngàn thu. Về dự lễ tang hôm nay còn có
đại diện các cơ quan, các ban ngành đoàn thể, các quý khách xa gần cùng toàn thể nhân dân trong thôn. Thay mặt các ban tăng lễ, tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu thay mặt các cán bộ và nhân dân thôn nhà do Phạm Văn Chén làm trưởng đoàn nên đặt vòng hoa và thắp hương kính bái cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Tiếp theo là viếng đoàn đại biểu Hội nông dân tập thể do Phạm Xuân Tĩnh làm trưởng đoàn nên đặt vòng hoa và thắp hương kính bái cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Tiếp theo lễ viếng thay mặt cho ban chấp hành chi hội phụ nữ thôn nhà do bà Nguyễn Thị Nhàn chi hội trưởng nên đặt vòng hoa và thắp hương kính viếng. Xin trân trọng kính mời đoàn. Tiếp theo lễ viếng thay mặt ban chấp hành chi hội người cao tuổi thôn Hàm Hy do Đỗ Văn Cảnh chi hội trưởng làm trưởng đoàn nên đặt vòng hoa và thắp hương kính bái cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Tiếp theo lễ tang thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Chén, trưởng ban công tác mặt trận thôn nên đọc bài bái cụ. Xin kính mời ông. Kính thưa cha tang, kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Thị Bảy. Cụ Nguyễn Thị Bảy sinh năm 1936 tại thôn Thượng Cốc, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Chú quán tại thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Cụ là hội viên Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, hội viên Hội Phụ Nữ, hội viên Hội Nông Dân, giọt lệ ướt nhòa, chia ly vĩnh biệt. Cụ về với tổ tiên, lòng mọi người bâng khuâng, xót thương nhớ về những năm tháng của cuộc đời cụ. Cụ Nguyễn Thị Bảy, thân sinh ra cụ là một tiểu thương buôn bán nhỏ tại làng Thượng Cốc, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Cụ cùng gia đình bươn ba thương trên thương trường, rời quê tìm nơi buôn bán, đi đầu bạc răng nông. Cụ gắn bó với dân làng Hàm Hy. Cụ xa đến từ gia đình bên ngoài mà xóm thôn ai cũng thấy ruột rà. Người nhỏ nhắn nhưng tình người không nhỏ, việc nhỏ to ai cũng muốn đỡ đần. Cuộc sống cụ chẳng tham công tiếc việc, sống nhẹ nhàng, đơn giản vậy thôi. Cụ bằng lòng những gì mà trời Phật ban cho, chẳng chen lấn đẩy đưa ích kỷ, nói hai lời làm khổ tội người ta. Chỉ nhẹ nhàng lời giải phân qua, lúc nóng nảy thường đôi điều khiếm nhã. Cụ tốt bụng trong lòng không đè dạt, ai hơn người mặc họ chẳng phiền tâm. Cụ là tấm gương soi sáng trong nhà, để về đức độ mẹ hiền kính quý. Cụ sống bao dung thủy chung, nhất mực thương con quý cháu. Cụ ở hiền gặp này phước báo ấy, cụ được cả nhà kế mấm nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Người thượng tá anh đầu trai cả, các gái trai dâu rể vẹn toàn, cả dâu cả rể gái trai 12 người, tất cả đều biết tha hiếu thuận với mẹ già. Cụ sinh hạ sinh cho cụ 17 cháu chắt trong nhà, chăm chỉ học và ngoan ngoan giỏi giỏi. Cụ ơi, thương cụ lắm, nhớ cụ nhiều và bao điều muốn nói với cụ. Một cuộc đời, một thế kỷ, nói sao cho xòe, kể đâu cho hết tháng năm dài những hạn phải ngày qua. Ta chỉ nhớ những gì còn đọng lại trong ta. Cụ là người mẹ hiền kính quý của con cái trong nhà,
là người thân của họ tộc thân gia, là bạn hữu của xóm giềng gần gũi, là hội viên tích cực các phong trào, là góp sức góp công xây xóm làng tươi đẹp, cũng muốn sống lâu hơn để tận hưởng phúc trời lộc phật bên con đàn cháu đó của chúng ta. Không phải ai nào muốn cảnh chia ly tăng tóc hôm nay. Dù biết vậy, đây là tạo hóa, kiếp luân hồi sinh tử chẳng ai qua, từ cát bụi nay trở về cát bụi, là hạt nhân của vũ trụ bao la, tồn tại mãi trong lòng trái đất. Cụ thanh thản ra đi theo tiếng Phật Di Đà vào hồi 11:02 ngày 25/10/2020, tức mùng 9/9 năm Canh Tý, cụ hưởng thọ 85 tuổi. Từ nay xóm làng ta vắng bóng hình của cụ, con cái trong nhà mất người mẹ, người bà, người cụ kính quý yêu thương. Xưa con ngã có mẹ già nâng dậy, mẹ khuất rồi con trông cậy vào ai? Nhưng mẹ ơi, đời chúng con vẫn còn dài, nếu qua được kiếp sau con lại làm con mẹ. Mẹ kính yêu ơi, con xin mẹ bớt buồn, lòng thanh thản cho hồn về cõi Phật, sớm tiêu dao gặp lại chúng tiên đồng. Kính thương hư hồn của cụ Nguyễn Thị Bảy. Hôm nay đây, trên sân tang, nàng xóm quê hương, bạn bè, người thân và gia tộc, con cái cụ thoát thương, chúc giờ chia tay, âm dương cách biệt. Và chừng lễ an táng đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Biết nói gì hơn thay lời khi tiễn biệt, trải lòng mình qua khói hương thơm, gửi tấm chân tình qua vòng hoa đỏ, nói lời tiễn biệt khói âm dương. Cầu chúc vong hồn cụ nơi suối vàng cực lạc siêu thoát bình an quái vĩnh hằng, để tưởng nhớ tới cụ. Sự quan tâm động viên của gia đình bà con chồng xóm, song vì tuổi cao sức yếu, mẹ chúng tôi đã tự tạ thế hồi 11:02 ngày 25/10/2020. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn ban tang lễ thôn Hàm Hy, các cụ hội người cao tuổi thôn Hàm Hy cùng toàn thể bà con họ hàng đôi bên, bà con chòm xóm xa gần đã đến viếng và tiễn đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tăng gia bối rối, có gì sai sót xin được lượng thứ. Gia đình có tổ chức mâm cơm nhạt để gia đình có lời cảm tạ. Vậy mong kính mong bà con chòm xóm họ hàng đôi bên, sau khi đưa tiễn mẹ chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, thì quay trở lại gia đình để dùng với gia đình một bữa cơm. Xin chân thành cảm ơn. Trên thế gian này không ai tránh khỏi, ai rồi cũng sẽ phải ra đi vĩnh biệt cụ. Trong giờ phút kiến biệt cụ về quái vĩnh hằng với gia đình, nỗi đau thương mất mát này mong gia đình sớm vượt qua để ổn định cuộc sống. Giờ tiễn đưa cụ đã đến, các anh em thanh niên cùng con cháu rước cụ lên xe tang tiễn biệt cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi,
để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đồng nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt buồn ngồi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đồng nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt buồn ngồi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Trăm năm
vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu xây mòn thành đá cuội, xin úp mặt bụi ngùi từng ngày qua mỗi ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá xác xơ cây từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này vết mực nào xóa bỏ không hay. Ôi cát bụi phận này vết mực nào xóa bỏ không hay. Chưa kịp đền đáp được gì thì mẹ đã nhẹ nhàng ra đi. Núi ơi núi cao chi vời vợi, sông ơi sông sâu chi vời vợi, công ơn mẹ hiền còn cao vời hơn núi sông kia. Gió lặng một chiều mẹ tôi ra đi, mẹ về nơi cõi xa, nơi ấy có màu trắng tinh khôi, nơi ấy có màu đen thanh khiết. Mẹ buông lơi đôi gánh đời, bao năm tháng đã nặng quằn vai. Mẹ tôi là dòng suối mát cho đàn nai con về tắm mát từng chiều. Mẹ tôi là khu rừng bát ngát cho đàn chim non về ca hát từng ngày. Mẹ tôi giờ đâu còn nữa bạn ơi, để cho đàn nai con ngơ ngác, để cho đàn chim non sơ sát. Mẹ ở nơi nào? Mẹ ơi! Con chưa kịp đền đáp được gì thì mẹ đã nhẹ nhàng ra đi. Núi ơi núi cao chi vời vợi, sông ơi sông sâu chi vời vợi, công ơn mẹ hiền còn cao vời hơn núi sông kia. Gió lặng một chiều mẹ tôi ra đi, mẹ về nơi cõi xa, nơi ấy có màu trắng tinh khôi, nơi ấy có màu đen thanh khiết. Mẹ buông lơi đôi gánh đời, bao năm tháng đã lặng.
còn đâu lời mẹ than trách, mong đàn con thơ được khôn lớn bằng người. Tìm đâu lời ru hời em mãi, trong vòng tay thơm mẹ nâng đỡ một đời. Mẹ ơi lòng con còn thắt chiều nay, này em cùng yêu thương nhau nhé, này anh chị ơi xin gắn bó. Mẹ xa khuất rồi, xa khuất rồi, khúc hát xin kính dâng người. Mẹ ơi năm tháng thương nhớ bên đời khôn nguôi, khúc hát xin kính dâng người. Mẹ ơi năm tháng thương nhớ bên đời khôn nguôi. Một đời vất vả, sống hết lòng vì nhân nghĩa yêu thương. Vì các con mẹ thức trắng đêm trường, vì nội ngoại mẹ hy sinh tất cả. Mẹ ơi sao mẹ đi vội vã, để lại lòng con bao nỗi đớn đau. Mẹ ơi lòng con đau như té, đâu ngỡ rằng giờ vạn dặm cách xa. Con những mong được phụng dưỡng tuổi già, bù cho mẹ những gian lao vất vả. Mẹ ơi sao nỡ đi vội vã, hãy dừng chân và dìu dắt con thêm. Giờ thương đau cao ngất chín tầng mây, con cách biệt đâu được nhìn bóng mẹ. Mẹ ơi, mẹ đi là nhường hết, chẳng hưởng gì phúc lộc điền viên. Riêng với con ơn đức chưa báo đền, con sẽ cố làm vui lòng mẹ. Mẹ ơi, con vụng chưa biết lễ, chút lòng thành thắp mẹ nén hương. Hãy tin con khi đơn chiếc đêm trường, con nhớ mẹ chỉ khóc thầm lặng lẽ. Mẹ ơi tuổi chúng con còn trẻ, sống dại khờ chưa hiểu hết nông sâu. Nếu khi xưa chót làm mẹ buồn rầu, ngàn lạy mẹ hãy rộng lòng lượng thứ. Khóc mẹ con viết vần thơ máu, bởi cuộc chia ly quá bất ngờ. Nỗi đau còn mãi cùng năm tháng, chút xuống đầu con cháu bơ vơ. Đứng lặng trước mộ mẹ hoa phù, không thể tin rằng đã mãi xa. Họ hàng đó ngàn đóa hoa thương tiếc, gọi mẹ hoài sao mẹ vẫn đi đâu. Trời hỡi vì sao giông tố nổi, phải chăng xanh thẳm cũng đau lòng. Trước cảnh mẹ tôi lìa dương thế, mây sầu giỏ những giọt mưa trong. Rồi đây những đêm trường vắng lạnh, ai người ra mộ gọi mẹ ơi. Hồn có linh thiêng về chốn cũ, đừng ở nơi này cõi đơn côi. Đau đớn quá mẹ ơi thôi vĩnh biệt, nỗi nhớ thương không nói thành lời. Nuốt lệ vào tim đành im lặng, mỗi đêm buồn con lại gọi mẹ ơi. Mẹ ơi cánh hạc vân du, thiên thu vĩnh biệt đất trời cách ngăn. Ước mong gặp mẹ một lần đoàn tụ quây quần yêu thương.
hương thơm đặt tại mộ người, nỗi niềm thương nhớ biết thời nào quên. Phân sâu nghĩa nặng báo đền, chúng con mãi mãi sẽ ghi tạc lòng. Mẹ như nước trong nguồn chảy.